Xin chào các bạn đã quay trở lại với cả Hacom Q&A. Phải lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi, đổi chỗ ngồi chiêu ấy. Binh chiêu linh. Rất là binh chiêu linh luôn. Chưa tiếc hôm nay chúng ta không có cái binh chiêu linh ở trên tay cả. Em hẹn anh em mấy bữa ăn binh chiêu linh thì mỗi tuần đã chưa được ăn. Hắn có binh chiêu linh thì sao nhỉ? Binh chiêu linh như thần tượng ra hỏa. Ôi, hôm nay thì là Q&A anh em ạ. Thì hôm nay là Q&A số 14. Cũng đã lâu lắm rồi chưa làm Q&A. Thì đây là cái chương trình gọi là để trả lời các câu hỏi gọi là hàng mong ước của anh em đây. Đấy, gọi là câu hỏi về tình yêu tình báo PC PC sủng đầy đủ luôn. Không thiếu cái gì cả. Thế thì đầu tiên hôm nay chúng ta đến với câu hỏi của bạn Nguyễn Trường đầu tiên. Trường vâng. Còn bạn ấy thì đang hỏi về vấn đề là mua cả. Em thấy là bạn ấy đang định là mua con bạn đang xem ở cái video là mua bộ i3 ấy, với cả một con công ty ấy. Thì nhưng mà bạn bảo là có muốn nên đổi sang A380 không, nhưng thật gì driver nó chưa tốt lắm. Anh thấy anh cái đợt mà em anh, test ui dồi ôi test mà nó cứ sập lên sập xuống sập trái sập phải luôn. Mà bây giờ anh em chơi nhiều lần game gì anh nhỉ? Liên Minh, FIFA. Ui mấy con đấy thì direct cũ anh ạ. Mà con này bắt buộc phải là 12 cơ. À. Con này nhá, không hỗ trợ. Con này hỗ trợ rất yếu 9, 10 đấy, và 11. Thế nên là nếu mà muốn chơi game ấy, nó phải dịch từ 9, 10, 11 lên 12. 12. Nhưng mà thực ra các game online bây giờ ấy, thì họ đều vấn đề họ cốt game với những cấu hình rất cũ. Đúng rồi. Game online họ sẽ không làm cái gì gọi là tối ưu rất cho đúng thế hệ mới đâu. Họ sẽ phục vụ cho thế hệ cũ rất là nhiều. Cũ, tại vì để phục vụ đo gọi là số lượng người dùng nhiều nhất. Đúng rồi, to nhất có thể. Họ có hỗ trợ nhiều những người kể cả dùng 730 bây giờ vẫn chơi được. Kiểu đấy. Thế đấy. Thế nên là với cả nó cũng là sản phẩm kiểu đầu tiên ấy, mình không phải là kiểu người dùng chuyên nghiệp hay là gì thì mình cũng không nên mua lắm. Kinh nghiệm của mình ấy thì như là những AMD thế hệ 1000 các bạn. Lỗi nhiều lắm. Lỗi kinh khủng luôn. RAM với cái lên thế đầu thứ hai bắt đầu ngon. Vâng, đời thứ 2. Thì có thể là đời thứ ba là bớt lỗi hẳn và 5 6 7 là coi như là đỡ hết luôn. Đấy. Đấy thế nên là thôi nhá, đừng mua, cố gắng con đấy thì mua một con công ty là được rồi, cũng tầm đầu tiên thôi. Mà một con công ty chơi vẫn ngon mà, vẫn thiếu gì okay. Đâu. Thằng bạn mình vẫn dùng thoải mái. Nó lúc đầu thằng bạn em bảo là ui bây giờ một không phải không rẻ thế định nâng. Nhưng mà xong rồi nó nhận ra nó chỉ chơi Liên Minh, nó chơi đánh FIFA thế thôi. Được thôi, chỉ cần một con công ty thì bạn ạ. Đúng không? Đấy. Tiếp theo, câu hỏi của bạn Zuzat Sama. Ui, câu hỏi này thì liên quan đến HDMI và VGA. Vâng, cái cổng thứ hai thì em bạn đang hỏi em thấy hơi khó hiểu. Bạn đã không biết là bạn đang hỏng cổng HDMI của TV hay hỏng cổng HDMI của camera. Khó thế. Nhưng mà cả hai đều có đáp án là chúng ta dùng cái cổng HDMI sang VGA. Đúng rồi, đổi cổng HDMI sang VGA. Với cả 1660 Super thì kiểu gì chẳng có cổng DisplayPort đấy nhỉ. Thì mua cái chuyển từ DisplayPort sang HDMI được mà. Nếu mà TV không hỏng DisplayPort, không hỏng HDMI nhá, thì bạn mua từ DisplayPort sang HDMI là được. Đó. Nhưng còn mà nếu mà TV hỏng HDMI thì dùng VGA. Dùng cổng VGA. Mà hình như anh TV tại vì TV Toshiba nghe có vẻ cổ lỗ dĩ quá. Nhưng mà TV có cổng 3.5. 3.5 nhưng mà chỉ có để cắm âm thanh chứ không cắm HDMI VGA và làm mất âm thanh mà. À ừ cũng đúng. cũng đúng. Thế kiểu gì nhỉ? Thế thì bây giờ lại phải chơi một con loa cắm 3.5 lại loa từ máy tính ra này. Ây, sau rồi đó là lại còn thế lòng hoàng quá. Lòng hoàng quá. Thôi đổi TV. Bạn một là bán cả, hai là bán TV, đấy nhá. Cái nào hỏng thì bán cái này. Ok vậy nhá. Còn dùng cái cổng HDMI sang VGA vẫn dùng được nhưng các bạn sẽ phải chuyển đổi âm thanh một kiểu khác. Đúng rồi, nó sẽ có kiểu một cái đầu ra nhỏ nhỏ ấy. Thế hay các cuộc chuyện mà lại chị là hay có cái đấy là một cổng 3.5 đấy để anh em chuyển ra. Đấy. Nhưng mà là nhầm quá. Thôi, một TV mới đấy bạn nhá. Đúng rồi, một TV mới. Rồi, tiếp theo là câu hỏi của bạn là em có thai Dung Khai. Anh là bò. Anh là bò. Anh là bò. Ok. Bạn nên nói về Zero RPM. Ui dồi ôi, bạn ơi bạn đừng có lo. Trời ơi, đây là cái chế độ công nghệ Silento ấy, im lặng đấy, số lại câm đấy, là của các con gà. Tại vì bây giờ các con cạc nó chạy ví dụ bình thường, ví dụ nó chạy lúc 40 độ nó cũng là rất là mát với một con cạc thôi. Vâng, một con cạc 40 độ nó quá mát luôn đấy. Chạy quạt làm gì? Đúng rồi, vậy tức là kiểu cạc lúc đấy nó đang gọi là nhận được cái luồng khí thụ động từ vỏ cây và mát nhờ những cái heating, tất cả những cái nhôm đồng các kiểu đấy. Cho nên nó không nhất thiết cần phải chạy quạt. Và đấy là một cái tính năng cũng do mất khoảng tầm nhiều rồi nhỉ, từ khoảng tầm từ đời 6 đời 7 đấy bạn thấy bắt đầu có xuất hiện nhỏ rồi. Là một vài hãng quạt kiểu của Winford của Gigabyte dưới 50 độ là cũng không bật. Asus cầu cấp là thế. Đấy là còn bây giờ gần như phổ thông hết là có hết rồi. Bây giờ là phổ thông hết rồi. Dưới 50 độ gần như là không ai bật nữa rồi. Thế cho nên là bạn không cần phải lo nhá.
Còn nếu mà bạn vẫn muốn ấy, thì ok, bạn vào Afterburner cho mình và bật lên. Bây giờ hãng lên FBI thì hãng Afterburner, còn Amory Crate, Gearbyte thì có... Gearbyte không có. Có cái driver. Gearbyte mới có, còn trước thì không có. Còn có Evega Precision nữa. Đấy, nó là các bạn dùng những phần mềm như vậy là chỉnh được. Và một con cạc ấy, khi mà nóng thì khoảng tầm là 80 độ là nóng. 80 độ là bắt đầu nó nóng. Còn em đánh giá 80 độ là bắt đầu nó nóng rồi. 90 là rất nóng. Rất nóng. Đấy. Trên 100 là... Trên 100 là thôi. Cái chính một phần ấy là... cái 80 độ chỉ là cái nhiệt độ trung bình thôi. Còn có cả cái junction temp, tức là cái nhiệt độ cao nhất trong cái càng nữa cơ. Tức là nhiệt độ của mem. Hotspot ấy. Đọc là điểm hotspot ấy. Điểm hotspot ấy. Cái đấy là sẽ khoảng tầm 10 đến 15 độ. Đấy, thế nên là các bạn phải cẩn thận nhá. Còn 40 thì nhẹ mà êm dịu. Không phải lo lắng nhá. Rồi, tiếp theo bạn. Giờ bạn game Android thiếu chữ D. Game Android. Hỏi về giá cạc, hỏi sao chắc là bây giờ các bạn thấy cạc bây giờ ví dụ những con cạc cũ mấy con 1650, một con không không ti không thấy giảm giá. Mà dòng cao thì giảm hết rồi, dòng cao tụt quần nhưng mà dòng thấp thì giảm rồi. Thì đơn giản là em nghĩ rằng là cũng đại vì mấy con đấy có ai đào coi đâu. Đấy, nó vấn đề liên quan đến chả ai đào coi những con cạc thấp thế cả, nên là cái lượng trâu xả ra là không có. Đúng rồi, số lượng cạc cũ không có đấy, chỉ có những người upgrade lên thôi. Và gần như là coi như những con cạc gần như mới luôn, tại vì 4GB RAM không đào được. Đấy, tất nhiên không ai dùng mà. Đấy, những con đấy có đào thì cũng quá lỗ luôn. Đấy, cho nên là thành ra là số lượng cạc cũ ít này, tiền giảm không nhiều này, mà nó cũng là những kiểu của tầm cạc giá rẻ ấy. Cho nên là nó sẽ giảm ít hơn ấy, giảm anh em cảm giác giảm ít hơn là so với cả những con cạc to ấy. Nên là bây giờ nếu mà mua mới thì ok, các bạn có thể mua tầm một. Nói chung là các bạn cũng không đợi nó giảm ở đâu. Đúng rồi, không đợi giảm đâu. Mua cũ mà chịu chấp nhận là liều ăn nhiều thì tầm 4-5 triệu, rất nhiều mẫu cạc. Nhiều lắm. 3060 bây giờ có năm hơn 5 triệu nhỉ? 3060 là 5 triệu rưỡi tầm đấy. Châu. 2060 thì 3 triệu này, 6600 là cũng 3 triệu này. Đấy, mấy con đấy cũng rẻ mà. Nếu các bạn chịu liều thì ăn thế, còn các bạn muốn ăn chắc mặt bền thì 1050 ti 1650 là vẫn không giảm giá đâu. Đúng rồi. Các bạn cứ mua bây giờ đi cũng không sợ lỗ. Với cả đa số các tựa game anh em chơi bây giờ thì nó cũng đủ. Đấy, nó cũng là đủ rồi. Nói chung là chỉ mệt với anh em mà mua đợt mà tán nó đỉnh. Đỉnh. Ui, đợt đấy là 7 triệu, 8 7, triệu 8, một 9 con. Triệu một con. Một con 1050, à không, 1650. Đấy, ôi trời ơi, thì lâu hốp nhá. Lâu hốp. Rồi. Đến bây giờ là lỗ chồng vó đấy. Lỗ quá luôn đấy. Trợ thủ, phải là trợ thủ, chúng ta hãy là trợ thủ. Rồi, tiếp theo là bạn Linh Đức. Linh Đức à? Linh Đức, máy có 2 khe RAM. À, đây là vấn đề về đùa channel anh ạ. Đùa channel thì bạn nóng nói rất là ảnh hưởng với cả nóng với cả nhiệt nhờ. Không nóng đâu. Thì có cái gọi là RAM controller, nhưng mà anh em có chạy đùa channel cho nữa thì nó cũng không nóng, nên là bao nhiêu chắc 1 độ là cùng, 2 độ là cùng thôi. Đấy, cho nên là không cần phải lo, mà ảnh hưởng nhá, ảnh hưởng tốt tới cả hiệu năng gaming của anh em cơ. Nhưng mà main phải hỗ trợ. Bạn cắm ví dụ bớt 3.2 hay là vào main H510 thôi. H510 bài nhìn men, các bạn nhìn men vị dòng B đổ lên là các bạn có thể OC RAM bây giờ rồi. Đúng rồi. Cái mức mà trên nhãn nó ghi OC RAM này, và có cả nó trên đuôi channel nữa đấy. Cố gắng mua một con B cho mình. B hát bây giờ có chính xác là chỉ có Connect thôi. Vâng, chỉ có Connect thôi. Còn lại gọi là bị quá hạn hẹp về kinh phí, thì nó phải xuống đến mức hát thôi. Ở trên nhiều forum ấy, nhiều ông anh không biết về máy tính kiểu cũ, bạn cứ mua 13.700k đi. Men gì? H610. Ôi đừng. Giá cứ từ thấp lên cao là được. Thế là sai lầm đấy bạn nhá. Sung thì không đủ ấy. Sung là VRM cháy bỏng này, 110 độ kiểu. Càng ngày những cái tính năng của dòng hát càng bị cắt giảm. Rồi. Bây giờ tiếp theo của nhạc của bạn là nhạc điện tử electronic music. Ok. Thật là hoài cổ, câu hỏi có vẻ khá là hoài cổ. Ủa, nó hoài cổ kinh luôn đấy. Giữa hai con này, hai con đều là hai con rất là cũ. Nhưng mà nếu mà về hiệu năng thuần nhá, hiệu năng thuần này, benchmark các thứ kiểu này thì chắc chắn Ryzen 3 sẽ thắng. Chắc chắn là Ryzen 3 sẽ thắng. Nhưng em thấy là nó không ổn. Tại vì đầu một mà. Đấy, chúng mình vừa nói câu hỏi đầu tiên ấy là đầu một nó sẽ không ổn định đúng không? Mặc dù đã có bao nhiêu đời BIOS, bao nhiêu đời các thứ kiểu rồi, nhưng mà vẫn có những cái trường hợp là không tương thích về RAM. Chưa, rất là ít kit RAM và ít main cùng ít CPU có thể lên được quá 3000 về burst RAM ấy nhá. Đấy, thế nên là nếu mà bạn muốn tìm một cái hiệu năng và bạn sẵn sàng liều mình, Ryzen là của bạn. Còn nếu mà bạn đang tìm một sự ổn định thì Pentium. Với cả ngày trước mình đã có một cái video từ hồi đầu tiên làm kênh YouTube ấy, là anh so sánh con 1200 này với cả con Intel Core i3 6 hay 7 anh. Cùng lúc đấy. Cùng lúc đấy. Con i3 là 2. Không, lúc đấy 7000, lúc đấy mới ra là 7000. Đó là 2 x 4 luôn rồi phải.
Đấy là con 7000 rồi, đấy là 7000. Và con Ryzen thì mình có video so sánh, các bạn có thể xem trực tiếp như thế. Mình vẫn có video, bây giờ nó vẫn khá là đúng. Nhưng mà nói chung về hiệu năng thì hai con vẫn như ngang phơ. Game thì AMD vẫn kém tí. Kém một tí, tại vì lúc đấy là hiệu năng đơn nhân cái thứ kiểu chưa nhiều bằng. Nó đúp đơn nhân, đấy, nó đúp đơn nhân. Nhưng mà với trường hợp này thì chúng ta đang so sánh với Pentium và Ryzen 3 thì... Ngày trước người ta mua Pentium nhiều đấy. Tại vì số dân số luồng bằng mà. Vâng, đúng rồi, đấy. Thế cái chứ, đây, nói chung là đấy, như mình đã nói nhá, ổn định thì bạn dùng Pentium, còn liều mình thì bạn dùng Ryzen, ok nhá. Mà đặc biệt là nếu mà bạn có bên giá rẻ thì chọn nào, chọn đấy thôi. Nói chung là bây giờ đến bây giờ là cũng khá là cao tuổi rồi, mua là cũng khá là sợ. Chúc bạn may mắn nếu các bạn mua. Chúc bạn may mắn. Happy New Year đấy. Rồi câu hỏi cuối cùng của bạn là mê game. À, bạn mê game. Bạn ấy dùng con CPU này đã 4 đời 4 rồi. Ui, bây giờ vẫn sống mà sống dai đấy. Bác, ui, bây giờ vẫn còn có những con CPU i7-9-7-10 vẫn còn chạy. Đấy, không biết E chắc là chết hết rồi. E thì em thấy vẫn còn. Tại vì em vẫn còn có một con Dual Core. Dual Core là từ trước rồi, của đời gì rồi, đời Y rồi. Hồi đầu 4 thì... ok rồi. Đầu 4 thì cũng cổ rồi. Nên là bây giờ Hoàng với em có cái con card nào em bảo bạn khuyên dùng đỡ nghẹn không? Nếu mà nói thật thì chắc là tầm khoảng tầm 1050 hoặc 1050 Ti thôi. Em chỉ maximum là thế thôi nhá. Mà nhiều khi 1050 Ti còn bị nghẽn này anh ạ. Đấy, thế nên là thôi, tầm đấy thôi bạn nhá. Kiếm được một deal giá rẻ thì mua tầm đấy thôi. Hoặc nhiều khi nếu bạn mua, bạn có thể mua 750 Ti. Với em nghĩ đấy là một combo khá là hợp kèo, bởi vì nó cũng khá là cùng thời nhau. Khá là cùng và bạn cũng đừng cố quá. Ví dụ các bạn có tầm 10 triệu chẳng hạn thì bạn có thể mua một cặp và thêm nâng lên CPU lên, tại vì bên CPU bây giờ đang khá là yếu. Đúng rồi, con CPU là khá là yếu đấy, đặc biệt là với số nhân số luồng này mà là lại còn là main đời cũ nữa. Đấy. Còn nếu mà đấy, hạn hẹp thì 750 Ti. Đúng rồi, 750 Ti. Nếu mà nhiều thì maximum là 1050 thôi nhá. Đừng cao quá. Nghĩ bây giờ ví dụ bạn 750 Ti và RX 570 chứ không. Ui, RX 570 có sống không nhỉ? RX 570 sống dội rồi anh ơi. Bạn em có một con này, còn có cả BIOS BIOS đào coi vẫn chạy bình thường. Đấy. Ở mua tầm đấy thôi là nó khá là hợp lý, bây giờ khoảng tầm dưới 1 triệu. Dưới 1 triệu. Tầm 1 triệu là đẹp rồi. Đấy, bạn sẽ có một combo chơi game liên minh thoải mái, chẳng vấn đề gì cả. Vẫn trên 60-100. Đấy. Rồi, và đó là tổng cộng 7 câu hỏi cho chương trình Q&A ngày hôm nay. Đấy thì mình sẽ đăng ngày vào thứ 7 nhỉ. Đúng rồi, thứ 7. Ok. Đấy, thứ 7 và sang tuần tới nhá, chúng mình sẽ cả tuần luôn chúng mình live văn stream. Lắp máy lắp các kiểu cho anh em, lắp các kiểu thể loại luôn. Mà nhiều khi nhỡ đâu có khách order máy mình lắp luôn rồi. Lắp luôn cho rồi. Đấy nhá. Cố gắng các bạn nhá. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở Q&A tuần sau. Rồi, bye bye.